điều chỉnh quy hoạch. Cao tốc Việt Nam đạt kỷ lục gần 10.000 km. Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ mới với nhiều thay đổi so với quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt năm 2021. Theo đó, tổng số tuyến đường bộ cao tốc theo quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt tăng từ 41 tuyến lên thành 43 tuyến với tổng chiều dài 9.234 km. Cụ thể, khu vực phía Bắc với 14 tuyến với chiều dài 2.305 km được điều chỉnh tăng lên 2.313 km. Khu vực miền Trung và Tây Nguyên từ 10 tuyến với chiều dài 1.431 km tăng lên thành 11 tuyến với chiều dài 1.496 km. Khu vực phía Nam cũng từ 10 tuyến với chiều dài 1.290 km nâng lên 11 tuyến với chiều dài 1.380 km. Riêng tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông từ cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn đến thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau với chiều dài 2.063 km vẫn giữ nguyên chiều dài nhưng quy mô làn xe được nâng lên từ 6 đến 12 làn xe thay vì 4 đến 10 làn xe như trước đây. Như vậy, sau khi điều chỉnh bổ sung, tổng chiều dài quy hoạch các tuyến đường bộ cao tốc đến năm 2050 ước đạt khoảng 9.234 km. Đây là con số kỷ lục nhiều nhất từ trước tới nay, tăng thêm khoảng 220 km so với quy hoạch trước đó. Trong đó, các tuyến đường được đầu tư trước năm 2030 dự kiến đạt khoảng 6.754 km, tăng thêm khoảng 633 km. Còn các tuyến đầu tư sau năm 2030 ước tính khoảng 2.480 km. Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ mới của Cục Đường bộ Việt Nam, bổ sung hai tuyến cao tốc mới là Cà Mau - Đất Mũi và Quảng Ngãi - Kon Tum. Cụ thể, tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi có chiều dài 90 km với quy mô 4 làn xe và dự kiến triển khai sau năm 2030. Trong khi đó, tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum có chiều dài khoảng 136 km, quy mô 4 làn xe và dự kiến được đầu tư trước năm 2030.